Lưu Hà Trinh và MC Đại Nghĩa xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng đến tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ Sing Your Dream. Và thưa quý vị, chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào thứ sáu lúc 19:30 trên kênh HTV7. Cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Chính vì thế hôm nay chắc chắn anh Nghĩa sẽ là một người khách mời, một ban giám khảo rất tuyệt vời sẽ chia sẻ cho các thí sinh, không ạ? Xin mời anh về vị trí ạ. Cảm ơn em. Dạ. Ủa khoan, Trinh ơi, hình như em có lộn thì phải. À, anh nhớ là cái vị trí giám khảo khách mời á, không phải là dành cho anh mà nó dành cho một cái người mới đến với chương trình, mà người đó là em á. Là em? Ủa em tưởng là chương trình bảo em tới là đồng hành MC. Không có em ơi, cái chỗ này có một người đứng thôi, hai người đứng nó bị chật lắm. Thôi bây giờ vậy nè, nếu sẵn dịp như vậy á, em muốn anh ngồi vị trí đó đúng không? Anh cũng muốn em ngồi vị trí kế bên anh. Hai anh em mình cùng về vị trí đó, mình ngồi với nhau mình trò chuyện được không nào? Dạ được ạ. Đi nè, mời Lưu Hà Trinh nha. Em có nhiều chuyện muốn kể cho anh. Anh cũng có rất là nhiều những câu chuyện mà muốn chia sẻ với em, bởi vì trong suốt thời gian vừa qua khi mà chúng ta không làm việc được với nhau đó em, anh có biết bao nhiêu cái điều anh muốn nói với mọi người, với anh em đồng nghiệp đó. Ủa alo, là... alo, ủa alo, 1, 2, 3, 4. Ủa alo, ủa? Xin quý vị khán giả hãy cùng chào đón hai giám khảo chính, rất chính, chính thức của chương trình Hát Mãi Ước Mơ, ca sĩ Võ Hà Trâm và danh ca Ngọc Sơn. Ủa ai? Ủa? Ủa? Chưa có chuyện mà sao ra vậy? Tại vì em cảm thấy là tự nhiên cái mình bị thay thế đó. Hai anh em đứng ở trong rảnh quá không biết làm cái gì mà chờ anh Đại Nghĩa giới thiệu hoài. Giới thiệu hoài mà không thấy giới thiệu cho nên tự lết ra. Không phải, bởi vì chưa kịp thôi chứ không phải là không giới thiệu. Trời anh ơi, đợi mà kịp chắc là hết chương trình rồi, vẫn còn nằm ở trỏng đó. Thôi bây giờ hai anh em lỡ ra rồi thì bây giờ hai anh em cứ đứng đi, chờ anh với lại Trinh nói chuyện với nhau xong cái đã mình nói chuyện tiếp. Mình nằm ngủ đi anh. Mấy đứa đó em rồi, anh ngồi lên. Thôi để em chuẩn bị bàn thôi. Đùa thôi. Đằng nào thì giám khảo chính cũng đã ra đến nơi rồi, làm sao mà anh em chúng tôi có thể hàn huyên riêng tư với nhau được chứ, mặc dù chúng tôi còn rất là nhiều câu chuyện muốn nói với nhau. Dạ đúng. Em cảm ơn anh đã kết thúc câu chuyện của anh sớm để tụi em được bước ra sân khấu để làm công việc của mình. Thôi được rồi, xin lỗi các vị giám khảo, để cho các vị giám khảo chờ lâu. Biết rằng mọi người đang rất là nôn nao để đến với chương trình, và cũng như mọi khi sở dĩ có cảm giác nôn nao đó là bởi vì chúng ta mong muốn gặp những thí sinh là những người sẽ đến đây và kể cho chúng ta nghe những câu chuyện. Những câu chuyện đó có thể là những câu chuyện không vui, những câu chuyện mang cái màu sắc hơi buồn, thậm chí là nhiều điều nghiệt ngã bất hạnh. Nhưng thông qua những câu chuyện đó, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của một ai đó tươi sáng hơn. Đôi khi nó chỉ là một ánh sáng lấp lóe thôi, nhưng nó vẫn có thể mang lại cho người ta một cái niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi. Và đó cũng chính là cái cảm xúc của tất cả những các vị giám khảo lẫn khách mời khi đến với Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn các vị rất là nhiều. Bây giờ mời giám khảo về vị trí của mình. Cảm ơn. Yeah, được về rồi, được về rồi. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đầu tiên mang tên Ước Mơ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên, câu chuyện của bà Lê Thị Hồng ở Nghệ An. Con thích đi học. Các bạn có đôi chân đi. Em có đôi chân đi chị. Đúng rồi. Lỡ mai bà có chết được là con được khổ hơn khổ chứ nè. Mẹ thì đứa con có phải mẹ tỉnh táo chứ mà nói nuôi thằng cu bồng bế rồi là giặt dù rồi là nói chung nấu cơm nấu nước cho nó ăn chứ. Trường hợp của em Nguyễn là một cái trường hợp đặc biệt khó khăn. Vì cháu sinh ra ở một cái gia đình mẹ thì bị tâm thần, còn bà thì già yếu rồi. Cháu Nguyễn là bị bại liệt chân, cho nên đi lại một cách rất là khó khăn, kể cả ăn uống. Từ khi lớp 1, đang từ đi như hắn đi chân chân kiêng kiêng thôi, nhưng mà hắn đang từ vào lớp được. Rồi đến năm lớp 2, lớp 3 coi như là không đi được nữa. Đi trong Đà Nẵng một lần cũng về cũng được. Đi ra họ nói là cái bệnh của cháu là coi như là không chữa được. Họ nói là kiếp xe lăn thôi, họ phê nữa. Bà phải còng từ nhà ra đến lớp, về đặt cháu về rồi cái bữa đến trưa lớp lại ra còng cháu cứ rửa mãi. Một buổi là 4 lần đi, về là thúng cái chân lên có đi được không? Chứ lại đau cái lưng rồi đau cái chân đi không được. Rồi phải cố gắng còng mãi rồi hắn chịu đi xe lăn không? Hắn nghe thẹn mà, hắn biết xấu hổ rồi hắn nghe thẹn đó là...
Hằng ngày thì tôi chứng kiến cháu Nguyễn được bà đẩy xe lăn qua quán để đi học. Thì với một cái hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy rất là xót thương và mong muốn một điều gì đó sẽ làm một điều rất là nhỏ cho cháu Nguyễn hôm nay và ngày mai có một cái tương lai nó có thể tốt hơn một chút. Con thích đi học, con cảm thấy thân không được có đôi chân để đi theo các bạn chơi thì nhảy. Cái sức khỏe của Nguyễn là ngày càng rất yếu. Thằng cu lớn đó nó kiểu bóng nổi hắn. Hắn lại mềm, hắn lại to, hắn cao lên đó. Hắn mà có chân, có tay như người ta là hắn cao rồi. Hắn nhớ được bà, được nhớ rồi. Nhiều khi bà suy nghĩ đấy, bà muốn chết đi cho rồi đó. Nhưng mà cũng phải, mình cũng phải nghĩ rằng là cháu này tàn tật, cái bẹn thì rửa đấy. Bà cũng sống mà nuôi cháu thôi. Còn chưa, bà cũng không biết nhìn với ai cả. Ra trường là con nữa là kiểu thầy chục nữa. Mà không thấy cháu ngồi ở trong lớp mà bà nhìn vô bà khóc ấy. Bà khóc nức nở đó, bà thầy cứ ngỏ ra bà thương lắm. Khi muốn thầy chục là có mình thằng cu là ngồi trong, còn các bạn là chạy nô đùa chạy nhảy nữa. Còn có khi hắn nói với bà nữa là con mà có chân có cẳng có tay như các bạn khác mà con muốn đi chơi bạn ạ. Tôi cũng mong muốn là góp một chút nào đó vào cái cuộc sống của em Nguyễn. Lớn lên con muốn mua ô tô cho bà, chở bà đi, bà nhập. Con thấy thương bà, thì bà cộng con cảm ơn bà đã con cháu đi học, có sức khỏe để chăm cháu và đưa cháu đi học hàng ngày. Tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể giúp cho gia đình của cháu Nguyễn và bà Lê Thị Hồng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thanh Bảy trong ca khúc Nhớ Mẹ. Hôm nay thì anh thấy rằng là hình như có cháu Nguyễn đến đây cùng với chúng ta, nhưng mà bà Hồng thì không có đi đúng không em? À, vì sức khỏe của bà rất là yếu rồi, mà ba chị em ở từ tỉnh trong Nghệ An ra đây thì vượt một chặng đường rất là xa và cái sức khỏe của cháu thì rất là yếu. Không biết rằng cái người đi cùng với cháu Nguyễn là ai vậy em? Đây là chị Vân, là cùng là người hàng xóm với cháu Nguyễn. Vậy thì bây giờ xin được phép mời chị Vân cùng với cháu Nguyễn lên sân khấu nha. Mình kê một cái ghế cho cháu nè. Chào Vân. Chú Nghĩa chào con Nguyễn nha. Chào chú ạ. Nguyễn năm nay là 12 tuổi rồi phải không con? Con đang học lớp mấy nè? Con học lớp 6. Tuy là con đi lại khó khăn nhưng mà con vẫn đi học được, đến bây giờ là lớp 6 rồi. Hồi nãy chú Nghĩa nghe trong clip nói là con rất là thích đi học phải không Nguyễn? Dạ. Nếu như bây giờ mà có ai đó mà hỗ trợ cho mình để mình tiếp tục có điều kiện để đi học nữa, mình không phải nghỉ học, thì con có vui không? Có ạ. Con muốn đi học ạ. Con muốn đi học ha. Hôm nay thì con đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ nè. Chú Nghĩa mong rằng là sẽ có nhiều những cô chú có thể hỗ trợ cho con để con có thể tiếp tục việc học của mình. Cho em hỏi chị Vân là như thế nào với gia đình của cháu Nguyễn ạ? Chị thì cùng là hàng xóm, nhưng mà thấy ba có hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn, cũng không có nơi nương tựa. Ba thì mẹ thì điên, ba thì năm nay là 65 tuổi rồi, mà con thì bị tàn tật. Chị thấy như vậy thì chị cũng rất là thương cảm và chị đồng hành với cháu rất là 3-4 năm rồi. Dạ, như vậy là chị cũng với bảy đây đều là hàng xóm của gia đình của bà Hồng hết. Cũng là hàng xóm. Chỉ là hàng xóm thôi, nhưng mà là chị lại rất là yêu thương cháu Nguyễn, cũng như là có một cái nhân duyên gắn bó với gia đình của bà để có thể cùng với cháu Nguyễn thay bà vào đây để tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Trước tiên là xin phép em được cảm ơn chị rất là nhiều vì tấm lòng của chị đã dành cho gia đình của cháu Nguyễn trong thời gian qua. Ở trong gia đình mình bây giờ kinh tế chính là bà Hồng hả chị Vân? Kinh tế chính là của bà Hồng. Nhờ vào vô cái đồng lương phụ cấp của bà thôi. Có những lúc bà cũng không đủ tiền để mua gạo để ăn, tại vì là lương của ba người thì không được đến 2 triệu đồng. Mẹ thì nó điên, có những lúc nấu cơm lên ấy, nó không ăn nó đổ hết. Quần áo thì đốt, nhiều khi lên nhất là thương. Coi như là cái tàn tật này là bẩm sinh đúng không chị? Khi chị đưa cháu đi viện Đà Nẵng 1 tháng thì họ nói là cháu bị loãng cơ xương và nhiễm cái chất Duchenne. Về thì đi ra bệnh viện Viện Nhi Hà Nội ấy, thì cũng đi gần một tuần ấy, thì cháu cũng không chữa được. Bác sĩ người ta nói là bỏ tay rồi. Cháu có thể tự đi xe lăn được chưa chị? Bác sĩ ở bệnh viện Nghĩa Đàn người ta cho một cái, nhưng mà hiện tại giờ là rỉ rét hết rồi. Bà đẩy rất là vất vả. Thế nghĩa là không kiểm soát được cơ thể của nó không. Hồi nãy trong cái clip mình xem, mình thấy có một cái bữa cơm của gia đình á, thì mình thấy là có một chén nước mắm và một miếng cơm trắng chan vào bà ăn. Thì đại nghĩa được biết rằng là cái nước mắm đó cũng là do các mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ, và gạo nấu ăn hàng ngày cũng là do các mạnh thường quân. Và bé Nguyễn đến nay là 12 tuổi rồi, chỉ được một lần duy nhất trong cuộc đời là ăn cơm với thịt. Chỉ được một lần mà thôi, từ đó đến nay chỉ một lần, chưa có lần thứ hai. Và bữa cơm cũng chỉ toàn là nước mắm chan với cơm như thế, mà cũng là do các mạnh thường quân hỗ trợ. Em có thể trò chuyện với Nguyễn một chút được không? Nguyễn ơi, cô trên đây con có nghe cô nói phải không? Dạ. Cô nghe nói là con thương bà lắm đúng không? Dạ. Cái đường đi học đó xa không con? Xa lắm. Xa lắm hả? Dạ. Có bao giờ bà than mệt không? Có. Rồi ở trong trường á Nguyễn, con thích nhất là môn gì? Môn thích nhất là môn tiếng Anh. Con có biết nói một câu chào tiếng Anh không? Thí dụ như how are you thì con trả lời sao? Trả lời so many. Hả? So many là rất nhiều á hả? Là con khỏe rất là nhiều á hả? Dễ thương quá vậy. Em thấy đó, giống như là câu chuyện của bé, cuộc sống nội tâm bé đơn giản lắm anh Nghĩa ơi. Là ăn cơm với nước mắm, là thương bà, thấy bà mệt nhưng không làm gì được cho bà, thấy bạn bè chơi vui mà không chơi được với bạn bè. Một cái thế giới gói gọn trong một chiếc xe lăn, hoặc một cái giường, hoặc một cơ thể mềm oặt. Nguyễn ơi. Dạ. Yeah. Con mong cô và các cô chú sẽ làm gì cho con nè? Làm cô thân nhiệt tiền để mua ô tô cho ba.
Thế giới của em đơn giản lắm ạ. Em chỉ biết trả lại tình thương cho bà vì nó bao la quá. Các cô chú ở đây sẽ không có thể thực hiện được ước mơ của con cho bà, đó là có được một chiếc ô tô cho bà. Nhưng mà ít ra chú có thể làm cho con được một điều, đó là chú sẽ mang đến cho con một chiếc xe lăn mới nha. Dạ. Chiếc xe lăn của con. Cảm ơn chú ạ. Chiếc xe lăn mới này thì có thể sẽ giúp cho bà đỡ vất vả hơn, đẩy đi nó nhẹ nhàng hơn. Con đồng ý không? Con đồng ý ạ. Rồi chú Nghĩa hứa với con là mình móc méo với nhau cái đi nha. Chú Nghĩa sẽ tặng cho con một chiếc xe lăn. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Nguyễn ơi, chú gửi cho con 10 triệu và gia đình nha con nha. Chào, cảm ơn chú Ngọc Sơn ạ. Rồi con. Con có muốn mua đồ chơi gì không, hay là con có muốn ăn cái món gì đặc biệt không? Con ước mơ rồi. Con ăn món thịt ạ. Vậy cô Hà Trinh cũng xin phép là gửi tặng cho con 5 triệu. Dạ, mua thiệt là nhiều gà, thiệt là bánh kẹo chia cho các bạn trong lớp ăn nữa nghe. Chào, cảm ơn ạ. Chú Nghĩa cho nguyên chiếc xe lăn rồi nè, cô Trinh cho nguyên 5 triệu tiền ăn nè, chú Sơn cho nguyên 10 triệu là quá trời tiền, thêm quà nữa. Giờ cô chăm cho con thêm 5 triệu, cái này con để dành. Dạ. Để khi mà cần thiết mình phải mình mới lấy ra mình xài nha. Dạ. Nha, hay là trả tiền học cho con. Cảm ơn cô Hà Trâm. Cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều. Hy vọng rằng với những số tiền mà các vị giám khảo hỗ trợ cộng thêm số tiền mà Bảy có thể đạt được với những giải thưởng trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay sẽ phần nào giúp đỡ cho gia đình của cháu vượt qua những giai đoạn khó khăn này và giúp cho cháu có thể thắp sáng ước mơ của mình trong tương lai. Bây giờ mình thấy các vị giám khảo chia sẻ như đó thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Nói chung là rất là vui, hạnh phúc. Và chị biết nói một điều rằng cảm ơn tất cả những tấm chân tình của tất cả các anh. Có lẽ rằng ai cũng rất là xúc động, và kể cả em đứng ở đây, một người hàng xóm vậy ạ, mẹ không biết là sao nó lại khóc, nó xúc động như vậy. Rất là cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn em rất là nhiều Bảy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe các vị giám khảo nhận xét một chút về vấn đề chuyên môn trong ca khúc vừa rồi. Xin mời giám khảo Võ Hà Trâm. Bảy có một cái chất giọng rất là tình cảm, và đặc biệt là những cái luyến lấy nó rất là đậm chất Bắc Trung Bộ luôn. Chỉ có vấn đề là mình hát chưa rõ lời thôi. Tại vì mình hát mà mình không mở miệng đủ lớn á, và cái âm thanh nó phát ra nó sẽ không được rõ. Cho nên mình chú ý cái vấn đề này để vào những vòng trong mình sẽ khắc phục được, và mình sẽ có nhiều cơ hội tiến sâu hơn để có cái giải thưởng dành cho cái gia đình mà mình giúp đỡ ha Bảy ha. Cảm ơn Võ Hà Trâm. Tiếp theo xin mời anh Ngọc Sơn ạ. Anh cảm nhận thế nào về tiết mục vừa rồi ạ? Dáng của em ra sân khấu cũng y như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhìn rất tình cảm, rất là thiện. Giọng của em có tố chất tốt đó. Giọng có nội lực, hát tốt được. Có lẽ là chưa có thời gian nhiều để mà rèn luyện và chuyên về giọng, cho nên em còn hơi bị ngập ngừng một số chữ. Cố gắng vào vòng 2 này thì thể hiện tốt hơn nữa. Em cảm ơn Ngọc Sơn. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ em có thể vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng thi thứ hai của mình nha. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện của một cô giáo tên là Kiều Thương ở trường trung học cơ sở Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Cô có một ước mơ rất là dễ thương. Không phải chỉ là một ước mơ mang đến cho ai đó một cái món quà tinh thần cho tất cả những người xung quanh, đặc biệt là cho những học trò của mình. Câu chuyện đó như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Nguyễn Thị Kiều Thương hiện đang là giáo viên dạy tại trường trung học cơ sở thị trấn Thạnh Hóa. Mình đang phụ trách môn sinh học và công tác tham vấn tâm lý học đường. Những năm lại gần lại đây thì có rất là nhiều trường hợp các bạn là ba mẹ ly hôn. Thì có những em thì ba mẹ ly hôn rồi có gia đình mới, rồi các em phải ở với lại ông bà. Rồi cũng có những em thì ly hôn rồi ở với mẹ hoặc là với ba thì nó rất là nhiều. Rồi em tên Lâm Vũ Tường Vi, học sinh lớp 94, trường trung học cơ sở thị trấn Thạnh Hóa. Mẹ em bỏ đi lúc em học lớp 3, bỏ lại em với em của em. Em sống chung với ông bà nội. Dạ, ba em thì đi làm nuôi ông bà nội với hai đứa em. Dạ, em cứ vô tôi nói chuyện với bạn bè chứ không biết làm cách nào hết trơn.
Dạ, em học cô Hương ở trong trường năm lớp 6. Em thấy cô Hương rất là hiền và quan tâm tới em. 7 năm rồi bạn không có gặp mẹ. 7 năm rồi mẹ bỏ đi là từ khi em gái của bạn mới có 1 tháng tuổi thôi. Thì nói chung là nó có cái sự thiếu thốn cái tình cảm của gia đình rất là nhiều. Chị thì ở nhà thì cũng mẹ là mẹ đơn thân, nuôi hai chị em từ nhỏ tới giờ đó. Rồi mình cũng cảm nhận được những cái lúc mà mình thiếu thốn cái tình cảm của người ba. Cho nên là khi mà đi dạy thì đặc biệt đó là coi như là mình hay quan tâm tới những cái bạn có hoàn cảnh như thế. Bạn ngồi trong lớp, bạn có những cái ánh nhìn. Rồi sẽ có những cái trường hợp mà bạn nổi loạn, nhất là cái độ tuổi mà lớp 7, lớp 8. Khi mà gia đình mà như vậy thì nhiều cái chiều hướng mà đa số là các em nó sẽ có cái chiều hướng nó nổi loạn. Và đặc biệt là đối với lại những bạn nam thì cái chiều hướng nổi loạn rất là khủng khiếp. Cô Thương rất là nhiệt tình, tiếp xúc với các em thì cô Hương rất là thoải mái và có thể là trao đổi lại các em rất là nhẹ nhàng. Cô Thương có thể hoàn cảnh những em nào khó khăn thì cô Thương sẽ giúp đỡ những em đó. Một bàn tay thì không vỗ lên được đó, cho nên là nó cần cái truyền thông để mình có thể mình truyền thông cho xã hội, cho tất cả mọi người quan tâm tới cái vấn đề đó. Tại vì các em nó là cái mầm xanh của đất nước, mà nếu như bây giờ mình không có uống nắng mà nó bị tổn thương từ ngày bây giờ thì cũng không tưởng tượng được là sau này cái tương lai các em nó sẽ như thế nào luôn. Mong muốn lớn nhất của chị hiện tại đó là chị ước ao là chị ở trường của chị sẽ mở được một cái phòng tham vấn tâm lý mà nó đầy đủ điều kiện, để có đầy đủ các cái thiết bị mà hỗ trợ được nói chung lại là tốt nhất cho các bạn. Khi các bạn vào đó, các bạn được ra khỏi căn phòng đó, các bạn sẽ coi như là giải tỏa được cái tiêu cực của mình. Để bước ra khỏi căn phòng, các bạn sẽ có một cái tâm thái khác khi các bạn đi vào, các bạn học tập. Tôi sẽ hát cho ước mơ của toàn bộ học sinh trường tôi, để các em có được một phòng tư vấn tâm lý, nơi mà các em có thể chữa lành những cái vết thương tâm hồn của mình.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe tiếng hát của chính cô giáo Kiều Thương là nhân vật trong đoạn clip mà chúng ta vừa xem với ca khúc Nhạc Nắng. Chào cô giáo. Em chào anh Nghĩa, em chào ban giám khảo. Em mê cô Thương quá à. Cái cách mà cô suy nghĩ về việc giúp đỡ cho các em không phải là vấn đề đầu tư tiền bạc không, mà là muốn xây một cái phòng để khai vấn, để có thể giúp cho các em không chỉ là mở mang tri thức của mình bằng cái sự yêu thương, cách cô nắm tay của các em để mà trò chuyện vỗ về như một người chị, một người mẹ, mà cô còn muốn làm cho cái chuyện này nó lớn lên bằng cách là có một cái phòng cụ thể để các thế hệ học sinh có bị gãy đổ về tâm lý, họ bước vào đó, họ bước ra, họ sẽ được nhẹ gánh hơn. Bởi vì cô ý thức được là cái sự cô đơn á, và cái sự tiêu cực, cái cảm giác bị bỏ rơi nó khủng khiếp như thế nào. Và cô không chỉ đánh vào chuyện là giải quyết những nhu cầu bình thường, cơm áo gạo tiền ở bên ngoài, mà cô còn đi vào vấn đề tâm lý, những cái ngõ ngách, những cái bóng tối và nỗi sợ hãi của các em. Trinh rất là trân trọng điều này. Và Trinh tin rằng là có cô, các em sẽ có thêm rất là nhiều sức mạnh bằng cái sự ấm áp soi đường của mình. Cảm ơn cô vì tất cả. Cảm ơn Liên Hà Trinh. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng muốn nói với cô, bởi vì cái ước mơ của cô quá dễ thương. Chúng ta đều biết rằng cái lứa tuổi mà tầm khoảng 10 tuổi đến 15 tuổi là cái lứa tuổi dậy thì của các bé. Và đây là cái lứa tuổi mà tâm sinh lý nó phát triển vô cùng phức tạp. Và đôi khi với người lớn chúng ta câu chuyện đó nó hết sức bình thường, nhưng mà với các con đó là cả một cái vấn đề vô cùng to lớn. Nếu như không có một người nào đó đứng ra giúp các con giải quyết những khúc mắc trong tâm lý đó, thì đôi khi nó sẽ trở thành một cái vết tì, một cái nỗi ám ảnh của các con theo các con suốt cuộc đời. Vì vậy sẽ không ngạc nhiên khi cô mơ ước là có một cái căn phòng như thế để giúp các con vượt qua cú sốc về tâm lý. Xin hỏi cô giáo là trong những cái ca mà cô đã gặp, thì cái vấn đề tâm lý nào là cái câu chuyện mà cô thường gặp nhất ở các bé? Đối với cái lứa tuổi mà vị thành niên á, mình gọi là vị thành niên, thì các bạn gặp rất là nhiều cái vấn đề. Ví dụ như là có những cái dấu hiệu vậy thì các bạn cũng thấy lo sợ. Giữa hai người bạn với nhau thôi, đang chơi thân như vậy đó, chỉ có một cái dấu hiệu gì nho nhỏ, tự nhiên cái mình bị xích mích, bị đổ gãy cái tình bạn. Rồi các bạn cũng cảm thấy rất là bơ vơ trong cái tình bạn đó, trong khi mình đang rất là trân trọng cái điều đó. Nói rồi những chuyện mà người lớn chúng ta thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà đối với các em thì các em lại bị rơi vào ở trong cái tâm lý là mình bây giờ đó là nỗi buồn đó là lớn nhất của cuộc đời mình rồi. Mình thấy bây giờ mình không còn gì ngoài cái nỗi buồn đó hết. Và mỗi ngày các em cứ gặm nhấm cái nỗi buồn đó và làm cho nó lớn lên, làm cho nó quan trọng lên. Và cần một cái người nào đó chỉ cho các em để các em thấy được rằng đó chỉ là một cái chuyện rất nhỏ, và trong cuộc đời của mình sẽ gặp những chuyện nho nhỏ như thế mỗi ngày. Vậy thì trong những cái ca mà cô đã từng gặp, cô đã từng tư vấn cho các bạn á, đâu là cái câu chuyện mà cô cảm thấy cô nhớ nhất, cô ấn tượng nhất? Dạ, đó là cái câu chuyện mà của bé Vi là Tường Vi. Thì ngày hôm nay bé có lên cùng với em. Dạ. Vậy thôi bây giờ chú Nghĩa mời bé Vi lên sân khấu cùng với chú Nghĩa và cô giáo luôn nha. Mời con lên đây. Rồi, con lên đây với chú Nghĩa nè. Không khóc. Biết rằng là con có rất là nhiều những cái cảm xúc khi đến với chương trình. Nhưng mà thôi, bây giờ ở đây có cô Trâm nè, có cô Trinh nè, có chú Sơn nè, có cô giáo bên cạnh nữa nè. Cho nên là con cứ bình tĩnh nha. Vi ơi, con đừng khóc nữa nha, con đừng khóc nữa. Cô chú có đã lắng nghe và rất là chia sẻ với cái hoàn cảnh của con. Cô rất là hiểu ở cái lứa tuổi của mình không có mẹ là một điều rất mất mát rất là lớn với con, nhất là cái tuổi dậy thì một đứa con gái nữa, nó có nhiều cái vấn đề mà nó cần mẹ ở bên cạnh để chỉ dẫn cho nó, để nó cảm thấy an toàn hơn. Cô biết là con cảm thấy rất là tủi thân, nhưng con nhìn xuống một tí xíu, có những bạn không có một cái cơ hội, có những cái người thân ba ông bà không có ai luôn, không có bất kỳ ai luôn, thì mình vẫn thấy so với các bạn mình vẫn còn may mắn rất là nhiều. Và con hãy nhìn các bạn mà con cố gắng, con vượt qua cái nỗi buồn, vượt qua cái sự tủi thân của con. Mình nghĩ một cái gì đó nó sáng thì nó sẽ là sáng, tất cả đều là tâm mình suy nghĩ ra. Mình vẫn còn vui nè, mình vẫn còn các bạn, mình vẫn được đi học, mình vẫn còn được sống lành lặn. Và con hãy nhìn những cái điều đó mà con bước tiếp trong cuộc sống nha Vi. Đừng buồn, đừng khóc nữa, tại vì con là một cô bé rất là xinh xắn và cái nội tâm của con cũng rất là sâu sắc. Thì cô nghĩ là với cái nghị lực của con nữa, con sẽ thành công trong cuộc sống nha Vi. Cảm ơn cô. Vi ơi, chú tặng cho con bài thơ nha. Và nhớ kỹ bài thơ này của chú. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống lại thấy còn may lắm rồi.
hãy vui và sống yêu đời, mặc cho sóng gió tơi bời xảy ra. Không trách người, hãy tự trách ta. Hãy sống nghị lực, vững vàng, đi lên. Chắc chắn là con sẽ thành công trong cuộc sống. Chú gửi tặng cho con món quà ăn Tết, đó là 3 triệu nha. Dạ, cảm ơn chú Ngọc Sơn rất là nhiều. Quay trở lại với câu chuyện của cô giáo Thương. Khi mà cô có một cái mơ ước là có cho mình một cái phòng như là cái phòng tư vấn. Vậy thì bây giờ cho anh hỏi rõ hơn một chút ở cô giáo là cái phòng đó mình cần có những trang thiết bị như thế nào? Trong một cái phòng tham vấn tâm lý, nó đầy đủ trang thiết bị. Ví dụ như là nó sẽ có những dụng cụ về đồ chơi, rồi thiết bị vẽ, rồi tất cả những cái thiết bị mà mình đi vào đó để cho các em nó đi vào và một mình bạn đó trong đó. Bạn đó sẽ tự đi vào, có thể là bạn thích cái gì thì bạn cứ ngồi xuống bạn làm thôi. Và qua hành động, qua cái hình vẽ thì mình sẽ hiểu được là hiện tại cái vấn đề của bạn đang gặp là vấn đề gì. Và khi chúng ta hiểu được mình mới có thể khơi nguồn được, nghĩa là cho các em nó nói. Tại vì đau rồi thì thường thường thì mình sẽ giấu vào bên trong. Dạ. Dạ, vậy em xí cho em xin góp một chút xi măng với gạch với băng keo cá nhân dán lại những trái tim vỡ được không ạ? Mời em. Dạ. Cảm ơn Hà Trinh. Em xin phép cái này là em Hùng. Em Hùng để mà mua gạch với xi măng. Dạ, em xin phép gửi cô Thương 5 triệu để mà Hùng vô tiền xây trường, giúp cho các em có một cái phòng tham vấn. Mình cũng rất là quý. Mình sẽ xin được đóng góp 5 triệu cho vấn đề nhà trường. Dạ, cảm ơn Ngọc Sơn ạ. Cảm ơn Ngọc Sơn. Như vậy là nhà trường mình sẽ có thêm 5 triệu nữa từ anh Ngọc Sơn. Cũng như là 5 triệu từ Lý Hòa Trinh để có thể xây dựng lại cơ sở vật chất. Biết đâu là cái căn phòng mình nó sẽ có thêm nhiều món đồ chơi, nó có thêm nhiều giá vẽ, nhiều màu sắc, nhiều cọ cho các bé hơn nữa nha. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của gia đình ông bà Thức ở tại thành phố Huế. Mời quý vị cùng theo dõi. Cô Nguyễn Thị Thức sinh năm 1965. Cô ba đứa con, một đứa con gái và hai đứa con trai. Đứa con gái có chồng rồi, mà cháu đang ở trọ. Còn đứa con trai, hai đứa con trai là ở bên gì. Nhưng mà đứa con trai thì nhi là có vợ rồi, có con đó. Một đứa con trâu cho nôi 9 tuổi rồi. Mà vợ mẹ bỏ đi. Mẹ bỏ đi khi con mới 2 năm. Thì trước đây là gì thì bán, gia đình cũng nhờ gì, mà giờ sau này là gì nghỉ bán đi là 7-8 năm rồi. Bởi vì gì bệnh á, chữa trị á, bởi vì nghỉ, yếu, bởi vì nghỉ. Mà chưa chồng đi làm phụ hồ, cái tế là thằng trai của vợ là đi làm phụ hồ luôn. Mà cháu là 2 năm nay là cháu thay khớp á. Thì em biết đến hoàn cảnh của cô Thức là qua một người bạn. Em có tuần trước thì có ghé thăm thì cũng cảm thấy rất là đồng cảm, vì ở nhà mình cũng có hoàn cảnh giống như là con của cô Thức. Thì là anh Tôn Hức Dũng bị tiêu cơ khớp háng, hậu quả dẫn đến là anh không thể đi làm hay là sinh hoạt một cái gì cả. Dạ, em là đầu năm 2019 á, thì em vẫn là đi phụ thề hô, thì mới phát là chớm đầu thôi. Thì em cứ uống thuốc đi làm bình thường nữa, khi mà chụp phim á, chụp lại á, anh nói bị hoài tự sướng. Thế nữa thì em nghĩ chắc không chữa được, xin thuốc giảm đau để uống đó. Tại vì gia đình thì cũng có tiền để chữa. Xin thuốc giảm đau mà uống nhiều quá và em đi không được nữa. Mấy bác mới nuôi á, mà nói thôi đi chụp lại một lần nữa. Và lên chụp thì nói dọc viên gấp. Mấy bác bên nuôi bên ngoài thì nói gọp vô để cho em chữa bớt một chân. Em nhà em chỗ ai bị gì cũng không dám nhập viện, tại vì không có tiền. Thì con mình phải mượn tiền bằng bạc, không có nhờ nội nhờ ngoài mượn cho mình mượn được ai bố. Thấy gia đình khó khăn ai cho mượn á. Chứ ngang mô có tiền chữa con không thì chịu thôi, chứ tiền bố mượn ăn chưa có ăn nữa nha. Mà
cũng nói trời là nhà em chỉ là chỉ có em là chuyện bà chợ được một trắng, thì con thêm đứa em là thằng bị téo cơ nè. Thằng ba vừa rồi đấy á là cũng có vô Sài Gòn cùng Minh Tân là mà hầu vừa học nghề máy mà vừa làm ăn cơm xong mà đứng dậy là hơi khó nên chỗ đấu cái chỗ hai cái chân đi là tưởng bị căng cơ. Vài ngày sau cũng đứng dậy không được, đứng khó hơn mà càng ngày càng đứng không được, vậy là đi rồi là đi cỡ đoán á lần bộ có bộ nhiều lần rồi. Những cái căn bệnh của anh Dũng và em Hưng là những căn bệnh nói chung là về xương khớp, thành ra là cái hậu quả cái thời gian chữa trị rất là dài và chi phí rất là đắt, thực sự rất là đắt vì người nhà em đã từng bị, thành ra em biết trong hoàn cảnh này thì gia đình cũng thực sự rất là khó khăn. Tâm tư ông nguyện của em là em đồng ý là tham gia chương trình và hy vọng là mọi người có thể chia sẻ một chút tình cảm, đồng cảm với đồng lòng với em và tổng cũng như là ekip của chương trình để mang đến những cái giá trị sẽ có thể là giúp cho những gia đình của cô Thức cũng như những gia đình khác là vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Cảm ơn em Mỹ Phụng. Em giới thiệu một chút về mình thế nào?
Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến ba vị giám khảo ngày hôm nay và anh Đại Nghĩa. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Thị Mỹ Phụng. Năm nay em 22 tuổi. Nhưng mà cho anh hỏi thăm nha, vì sao mà mình biết đến gia đình của cô Thức để mình có thể mình chia sẻ câu chuyện đó trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, em biết đến gia đình cô Thức là qua một lời tâm sự của người bạn thân. Thì nghe qua câu chuyện của cô Thức thì hai người con của cô Thức đều bị bệnh xương khớp. Thì thật ra em cảm thấy rất là đồng cảm vì người nhà em, em trai của em cũng bị bệnh này. Vì bệnh này nhưng mà chạy chữa cũng nhiều, cũng có lẽ là cũng khá lâu. Tại vì giờ con nhỏ mà nó đã bị, cho nên sau này là em bác sĩ là dự đoán là sẽ chữa bệnh cho đứa em của em từ đây cho đến 58 tuổi. Cho nên khi nghe hoàn cảnh của cô thì em cảm thấy rất là đồng cảm. Và hy vọng là sự có mặt ngày hôm nay của em có thể giúp cô được một phần nào đó. Nhưng mà khi mà bị viêm khớp và cần phải thay khớp như vậy thì cái chi phí nó khoảng tầm bao nhiêu em? Dạ, em có nghe anh tâm sự thì cá đầu tiên của anh mổ là trong vòng 60 triệu. Là thay một chân thôi. Chỉ là mới có một bên thôi, vẫn còn một bên là chưa có thay. Cho nên là cô Thức hồi nãy cô có nói rằng là vay mượn hai bên nội ngoại rất là nhiều đều có thể có được cái số tiền để thay khớp cho con. Nhưng mà không thể nào cứ vay mượn mãi như thế. Và cô cũng có nói bởi vì nhà nghèo cho nên mượn không ai cho hết. Hôm nay thì không có cô Thức đến đây cùng với chúng ta, cho nên chúng ta sẽ có một cuộc điện thoại để kết nối cùng với cô. Và qua đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện của gia đình cô Thức. Xin mời chương trình giúp chúng tôi kết nối. Dạ, con chào cô. Cho con hỏi thăm sức khỏe của cô Thức dạo này như thế nào rồi ạ? Sức khỏe của Di thì cũng thương nữa. Dạ, cho con hỏi tí xíu về gia đình mình ha. Anh với lại em của anh trai đó là hai người đều bị vấn đề về xương khớp hết đúng không cô? Bây giờ là không có đi lại được bình thường mà phải dùng nạng hả cô? Dùng nạng, đứa anh trai đâu là phải dùng nạng. Vì có mới thấy một cái khớp đầu tiên rồi khớp khám. Dạ. Vì còn một chân nữa, còn một chân nữa mà chưa có tiền. Cháu đang đi nạng đó. Dạ, còn mà em trai hồi nãy cũng nói là đang đi làm may đó, rồi xong rồi đứng lên không được nữa, cứ bị té. Và cũng vẫn là vấn đề về xương khớp hả cô? Cháu là vô Sài Gòn để làm, vừa làm mà vừa học nghề. Từ không mà hai cái chân đâu cũng đi được. Dạ. Mà bàn đứng thì là có bàn lỡ, khoảng lên bàn lỡ là đứng dậy đi được vài bước lăng bộ thôi. Dạ. Hôm đó em đứng dậy đi ngoài á, mà họ ngủ hết rồi. Ba em đứng dậy em vẫn cái băng máy để đứng dậy á, mà cũng cái băng máy trút xuống. Mà cái máy motor đập cái đuôi em á, băng từ đó băng ngồi lệch luôn. Dạ, cái chân đã yếu rồi, xong rồi là cái bàn máy nó ngã vào cái chân, cho nên là không ngồi dậy được luôn. Bây giờ cái kinh tế chính của mình là ai đảm nhận cô? Trước đây là gì đi làm, gì là điều chỉnh đúng hay là gì. Mà sau đây là gì cũng đau một thời gian, gì đau và gì bị đi là 7-8 năm đi và gì cũng làm được. Mà nhờ chồng thôi, chồng đi làm chưa là đi lưu phụ thần nề bà ăn tại nhà rồi đó. Mà bữa làm không điều, mưa là nghỉ, mà nặng đi làm, bữa có bữa không rồi đó. Nhưng mà cho con hỏi một cái nữa là khi mà em đã thay một bên rồi thì bên đó nó có dấu hiệu khả quan không cô? Bên mà thấy rồi là có khả quan. Dạ. Là cũng là bị đau rồi, nhưng mà cái chứng bên kia là chưa chữa được. Mà không là có em ngồi cũng được, mà gặp dạ. cũng được luôn. Em đi đâu, dạ, đau dạ. lắm. Còn với em nhỏ đó cô, hồi nãy con có thấy rằng là em nhỏ cũng đang bị teo cơ. Không biết rằng có phải là cái em đang ngồi kế bên cô không ạ? À, em ngồi ở kế bên cô đấy. Dạ. Em ơi, đi. Em tên gì? Dạ, em tên là Trương Thức Hưng. À, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 16 tuổi. 16 tuổi rồi. Hiện nay tay và chân em đang bị tình trạng teo cơ. Mà em vẫn còn đi lại được không? Hay là mình đã không đi lại được nữa? À, còn có đi được sơ. Mà chưa là đời năm nữa là đi phục hồi tiếp cho nợ đó. À, chỉ là cái chân mình đang trong cái tình trạng teo cơ và mình đang đi trị liệu vật lý đúng không em? Dạ, dạ. À, rồi em thấy tình hình như thế nào? Có khá hơn không? Dạ, không có. Cái phương khả đi lại rồi đó. À. Vậy là dạ đúng rồi. À. Chào chị Thức, chào cháu Hưng, chú Ngọc Sơn nè. Thì mới nghe chị Thức nói là nghèo quá, mượn tiền nó không có được, khó và đúng thật. Ngọc Sơn cũng đồng cảm chuyện này. Ngọc Sơn xin chia sẻ là 5 triệu nha, cố gắng vượt qua mọi thứ khó khăn. Bé nhỏ thì đang vật lý trị liệu và có khả quan.
thì mình cố gắng mình dành dụm được bao nhiêu thì mình cho bé trị liệu. Nhưng nếu tới một cái khoảng thời gian mà mình không còn tiền nữa, mà mình cũng không vay mượn được ai nữa, thì mình phải tính tới phương án khác là mình không dùng được đôi chân, thì mình có thể chuẩn bị xe lăn thay cho đôi chân, và mình tìm một công việc gì đó làm bằng tay để mình vẫn có thể làm ra tiền, vẫn có thể phụ giúp gia đình, chứ không hẳn là phải đi thì mới tìm Trâm được. Có nhớ không, trong gia đình của chúng ta đã từng có câu chuyện của một cái anh mà làm về tranh cát á. Dạ. Anh cũng đang là một người bình thường, sau đó anh bị tai nạn, anh không còn đôi chân và anh dùng đôi tay để học và làm nghề tranh cát, và sau đó anh tìm được hạnh phúc riêng của mình từ cái công việc đó luôn. Thì đây là cái điều mà Võ Hà Trâm muốn gửi đến cho gia đình của mình đó cô Thức ơi. Dạ. Hưng ơi. Dạ. Sau này em muốn trở thành người như thế nào? Dạ, trở thành người đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ. Em muốn làm công việc gì nào Hưng? Dạ, muốn đi làm học nghề cắt tóc rồi. Em Hưng ơi, sau này là dạ, hy vọng là em sẽ cố gắng trau dồi mình tốt hơn để trở thành một thợ cắt tóc thật là giỏi, tham gia nhiều giải thưởng và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn và giúp đỡ gia đình nữa em Hưng nha. Dạ, dạ. Cái này là chị Trinh ủng hộ riêng đặc biệt cho hai anh em. Chị Trinh ủng hộ một chút để cho hai anh em có thể tiếp tục cái phần trị liệu của mình. Nên hy vọng là gửi đến chương trình 3 triệu đồng. Mong rằng là em Hưng sẽ tiếp tục cái việc trị liệu. Em phải không được bỏ cuộc. Trị liệu xong rồi về nhà vẫn phải tập thêm nha. Để mình không có làm cho cái cơ của mình nó nghỉ ngơi nhiều quá. Mà mình phải luôn luôn có được cái cơ hội mình đi lại. Để cho cơ được kích thích và sớm phục hồi em nha. Dạ em cảm ơn chị. Chị Trâm ủng hộ cho em Hưng 3 triệu nha. Cố gắng mạnh mẽ lên dạ. nha. Dạ. Và cô Thức ơi, dạ con cũng phụ cho gia đình mình 3 triệu nữa nha. Hy vọng rằng cô sẽ luôn luôn giữ được cái nụ cười tươi tắn và lạc quan như thế này. Dạ. Chúc cho cô và cho các em có thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cô Thức và em Hưng. Dạ. Với ca khúc vừa rồi thì không biết rằng các vị giám khảo nghĩ thế nào, mời Lưu Hà Trinh. Em thì quá ấn tượng rồi, bởi vì cái ánh sáng rực rỡ không chỉ toát ra từ cái sự chỉnh chu trong bộ trang phục màu vàng như nữ hoàng này đâu, mà là cái ánh sáng từ nội lực ở bên trong, từ một cô gái có dung mạo như là trăng tròn rất là đẹp, đôi chân đứng rất là vững và một cái trái tim mà cực kỳ tử tế. Cảm ơn bạn đã đến đây. Cảm ơn chị. Còn với anh Sơn thế nào ạ? Anh Sơn nhận xét với phần trình diễn của mỹ phục nha. Hôm nay nếu có thêm điểm nữa thì tặng luôn cho em, tặng luôn cho em là 40 điểm luôn. 20 điểm một nhân đôi luôn, em hát rất là tuyệt vời. Chúc mừng giọng ca tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh Sơn và hy vọng rằng em sẽ tiếp tục giữ vững phong độ của mình ở vòng thi sau em nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt em. Dạ thưa quý vị, cứ mỗi một câu chuyện mà chúng tôi mang đến như thế này thì chúng tôi nhận được sự đồng cảm trước tiên là từ các vị giám khảo ở đây. Và chắc chắn rằng khi chương trình phát sóng thì sẽ lại nhận thêm được nhiều sự đồng cảm từ phía quý vị nữa. Bằng chứng là mỗi khi chương trình phát sóng tôi có xem một vài những cái lời nhận xét, góp ý, comment của quý vị ở dưới, thì mình thấy rằng có rất là nhiều người quan tâm hỏi rằng không biết cái gia đình đó ở đâu, hoặc là xin số điện thoại từ chương trình để có thể trực tiếp đến nơi hỗ trợ cho những người ấy. Thì đây là cái điều mà những người làm chương trình chúng tôi vô cùng hạnh phúc, bởi vì biết rằng cái việc mình làm nó thật sự có ý nghĩa và nó đang lan tỏa đến tất cả những người xung quanh. Và ở đây chúng tôi chia sẻ thêm một câu chuyện nữa, không phải chỉ là chúng ta giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người thân bị bệnh tật, và đôi khi nó còn là một cái công việc nó rất là ý nghĩa khi chúng ta yêu thương những cái sinh vật xung quanh chúng ta. Và đó cũng chính là câu chuyện của chú Thành mà tôi muốn kể cho quý vị nghe ngay bây giờ. Chú là tên là Võ Văn Thành, sinh 1968. Chú sống ở trên thành phố, ngay chỗ công viên Mai. Hồi đó chú làm hồ, cái làm công trình này hết đi qua công trình khác là chú ở đang giữ công trình. Cậy trong đây chơi công trình thì buồn quá thôi, vậy mua một cặp chó này nuôi, hai con 600 ngàn. Đầu về công trình nuôi, rồi ta hỏi ủa Thành con chó này đâu có, hù mới mua hai con 600 ngàn. Chữ gì á là chữ nuôi á, là chữ gì nó cho nó làm bạn, bạn bè cho nó vui. Trời ơi thương quá, trời ơi. Hồi giờ giá có nuôi làm gì, thôi bỏ đi. Bắt đầu chú mới nói thầm hiểu không? Bây giờ không cho nuôi à, rồi làm hết tuần này là nghỉ. Bỏ hai con chó con vô xích vỏ đi ra sang á. Bắt đầu là xin tiền, bắt đầu mua sữa cho nó uống. Định đi chai có tè, bắt đầu là chú mua chiếc xe bánh nữa. Bắt đầu chú mua nồi nêu, bắt đầu chú nấu vào xe lên chú ăn luôn.
Hồi đó chú mới có hai con à. Bây giờ hiện tại giờ chú nuôi là 29 con chó. Mình tên là Phạm Lê Đại Trọng, năm nay mình 30 tuổi, hiện tại là mình đang làm một nhân viên tài chính. Thì mình trên đường đi làm thì có tình cờ gặp chú, thì có thấy được cái hình ảnh là chú với lại rất là nhiều em chó, thì cảm thấy cũng thắc mắc là tại sao chú này lại nuôi nhiều chó đến như vậy. Thì cũng có lên mạng search thì cũng có biết thông tin về chú và cũng có hỏi thăm thêm, thì cảm thấy là hoàn cảnh của chú cũng khá khó khăn nhưng lại nuôi rất là nhiều em chó. Nhà trọ mình ở nhà trọ được mà nó không cho nuôi chó, một con không cho nuôi nữa là dựng chi cặp. Bởi chú sống ở ngoài đường là mấy chục năm rồi, là người ta chỉ chú miếng đất này là một tháng 2,5 triệu, mà chú thấy rộng quá thì chú mướn về cho chú nó ở, là chú cho nó ở trong suốt đầu đầu là chú phải về thành phố, là chữ gì sao chú về thành phố chú kiếm tiền rồi kiếm thức ăn này kia nọ là cho nó ăn. Người ta thấy vậy người ta cho tiền cho 200, 300, 500 vậy đó. Rồi chú dành dụng một đầu sáng chú về, là chú một đầu chú đi chợ, một đầu mua về đi nấu nướng cho nó ăn. Rồi còn tắm là tao chú tắm xong. Có người ta xin nuôi chú không cho. Nếu mà nói gì chú cho là những cho chú con mà chú quen biết lắm là chú mới cho, còn không quen biết là chú không cho. Chú đâu biết người đó thật tình hoặc là giả dối rồi lừa gạt rồi mà cho rồi nó bán sao. Mình thật chất là cũng một người yêu thương động vật, nói chung là cũng có cảm xúc. Và những cái em chó này lại là những cái em chó mà khó khăn nữa, chứ không phải là những em chó sung sướng. Nên là mình có một cái tình cảm rất là lớn đối với những trường hợp mà những em chó bị bỏ rơi giống như vậy. Phúc kêu con xin lùng không phải lỡ nghe không? Kể đó mình sống giờ nào là mình nuôi cho nó giờ đó thôi, giờ phút đó thôi. Chỉ mà mình bị nặng quá là chú điện thoại mấy người từ thiện á là lên cứu cho nó về chỗ nuôi. Bởi nhiều cái chú thường nhiều lắm, bởi chú ôm chú nói chú không hoài còn hơn con ruột mình nữa. Bé ơi thương con. Tối cũng phải nằm suy nghĩ lo lo kia, không biết là sáng nay không biết có tiền hay không thôi. Không biết có tiền cho chú ăn uống hay không thôi. Bây giờ chú không biết mơ gì bây giờ, chứ biết kiếm tiền là chưa. Sửa xe chú ngon lành rồi, chú đi kiếm chở hàng rồi kia nọ lo chú nó thôi. Chứ làm gì cha là không đủ nuôi rồi. Mình cũng muốn góp một phần công sức của mình, tiếng hát của mình để giúp chú. Chú Thành ơi, con sẽ cố gắng hát thật tốt để mang một phần quà nho nhỏ về cho chú cũng như các bé ạ. Ôi mộng mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ.
cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm bao nhiêu những em đêm tan vào đêm. Ôi trái tim trăm lần yêu mến. Ôi trái tim trăm lần. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ Muốn Khóc Thật To với tiếng hát của Đại Trọng. Cái nhân vật mà chú Thành trong đoạn clip mà chúng ta vừa xem, một người đàn ông chất phác thật thà hồn hậu với những con thú cưng, những con thú mà chú có thể lượm ở đâu đó ngoài đường khi người ta bỏ rơi và chú mang về, chú cưu mang nó. Ngày hôm nay chú Thành hình như cũng có mặt ở đây phải không ạ? Dạ, con mời chú lên đây sân khấu cùng với con ạ. Hay quá. Con chào chú. À, chú ơi, mình là ở dưới Long An phải không chú? Tới giờ ngủ ngoài đường, mới về đây mới mướn bữa là 10 tháng 12. Mới mướn con thang máy này à. Là cái nhà mà nãy quay phim mình thấy đúng á, rồi, chú. Nhà quang á. Nhà quang. Đúng rồi. Tại sao chú không mướn cái chỗ nào mà có người mà chú mướn nhà quang chú? Tại vì á, mình mướn cái bên nhà ta là nó sổ sầm. Dạ. Dạ, trước đây Nghĩa cũng có quen với một cái cô giống như chú đây, làm cái công việc là nuôi những cái con thú bị bỏ rơi như thế. Khi mà cô mướn những căn nhà ở trong khu dân cư thì người dân xung quanh ta không đồng ý, cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì thứ nhất là tiếng ồn chó sủa mèo kêu, cái thứ hai là không tránh khỏi những cái mùi của các con vật, cho nên là những người dân xung quanh họ không có chịu. Vì vậy là chú phải mướn một cái ngôi nhà nó xa xa. Đúng rồi. Nhà quan để mình có thể mình nuôi nó, đúng không chú? Đúng rồi. Hiện nay là mình có tổng cộng bao nhiêu bé trong cái nhà đó mình nuôi chú? Hiện tại giờ là 30 con. Wow. Dạ, chú thường là bắt gặp những cái con chó đó trong cái hoàn cảnh như thế nào là à? Nếu mà người ta mà muốn một chỗ, người ta không có khả năng cho đi á, người ta giục hoặc nó bệnh hoạn gần chết ra, người ta giục đầu mình mới lụm cho mình cứu nó, con nào sống được rồi sống không được thì mình đi theo. Dạ. Cốt đó coi như là chú tới cầu Vĩnh Lức đó là chú gãi xong để cho nó mát. Mình rải xuống sông. Đúng rồi. Dạ, cho nó mát hả? Đúng rồi, cho nó mát. Dạ. Cho nó mau đầu thai. Chú dễ thương quá chú ơi. Ôi dễ thương quá. Không phải chú lo cho những cái con vật lúc còn sống không thôi mà lo cho nó cả lúc nó không còn nữa. Trong mấy cái con chó mà chú nuôi, con nào chú thương nhất, chú ấn tượng nhất? Không biết nào mà chú ghét giờ á. Mà chú còn nhịn đói rồi nhờ, còn cho nó ăn thịt không mà còn chú ăn cơm không á. Trời ơi. Trời, chú con hỏi một cái được không? Con thấy á, lúc mà quay phim lên á, ở sau lưng chú á nó vui lắm nha. Mấy con chó nó hạnh phúc lắm kìa. Nó chạy nhảy tùm lum hết á. Vậy là chắc là nó ăn nhiều lắm đúng không chú? Một ngày nó ăn bao nhiêu tiền vậy chú? Đó, một ngày là chú cho nó ăn được 200-200 mấy. Là dạ. Kiểu mà người này người kia cho tiền nó gom góp lại ăn cho nó ăn. Chứ chú lụm một ngày vô chai một ngày có 20 mấy ngàn là đâu đủ sống đâu. Mà mình cho nó ăn cơm luôn hả chú? Cho ăn cơm, có chăn hộp, có. Cho ăn hộp luôn. Cho chăn hộp luôn. Mua hộp cũng mắc lắm đó. Trời ơi trời. Mà chú ơi, mà mình mua gạo, mình nấu cơm cho nó ăn hay là mình xin cơm chỗ này chỗ kia mình cho mình nấu cơm nha. Nấu cơm. Ngày bao nhiêu ký gạo chú? Ngày 3 ký gạo. 3 ký gạo á. Chú có đặt tên cho đủ 30 đứa bé đó không chú? Có rồi, mà đứa cháu nội ngoại cháu cố có hết rồi. Trời ơi, chú kể câu chuyện về những em chó mà giống như là con cái trong gia đình á, ha, mà chăm sóc mà như là chăm sóc cho một con người luôn, còn hơn là chăm sóc cho con mình nữa. Cái điều này mới đặc biệt là Trâm. Khi chúng ta ví dụ anh hay anh Sơn hay Trinh đi nuôi chó nuôi mèo thì chúng ta đã mua, đã lựa những con chó cưng xinh đẹp đáng yêu về chúng ta nuôi. Nó là một cái chuyện hoàn toàn khác với cái việc chú đi tìm những con thú hoang bị bỏ rơi, những con vật sắp chết, người ta bỏ nó, chú mang về, chú chạy chữa cho nó và chú nuôi. Đó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Mà có một điều là ai xin không cho thì con biết là cái sự kết nối giữa chú và những em chó đó, nó rất là mạnh mẽ, rất là lớn, coi như là hy sinh cả cái việc ăn uống của mình chỉ để cho mấy bé chó được ăn uống thôi. Một cái điều quá dễ thương chú. Thôi con phụ chú 3 triệu mua đồ ăn cho em chó nha. Mà chú ơi, chú kể cho con nghe thử một vài cái tên mà chú đặt cho mấy bé đó chú. Nó què tai á là con đen. Đen què tai. À, còn con nằm kế bên kia Bích La, tự gì biết sao la. Bích La, Bích La, Bích La mà đó cũng chưa đặt nữa. Chữ lần này chích nó là nó la muốn bể cũng hợp, muốn bể giờ cũng chuyện luôn. Đó, bởi vì mới đặt nó tên Bích La. Bích La la quá, đặt tên Bích La. Rồi còn con Lucky. Lucky, Lucky mà người ta dục quá. Rồi bị ung thư, sử cung á, rồi mổ đó.
Rồi người ta trao tiền rồi gom góp tiền lại đi mổ 600, 640. Mà giờ nó khỏe chứ chú? Phải rồi, nó giỡn vui dữ lắm rồi. Cái tên Lucky nó hoàn toàn đúng với con bé đó. Vừa rồi thì giám khảo Võ Hà Trâm đã phụ chú 3 triệu để chú có thể lo thuốc men rồi cơm nước cho mấy bé đó chú ha. Rồi, chú cảm ơn Võ Hà Trâm. Dạ, em cũng phụ 3 triệu là đủ 1 tháng tiền hộp cho mấy bé trong thời gian chờ đợi các mạnh thường quân gửi thêm vô để cho cái nhà hoang mình nó sẽ tươm tất hơn, các bé có thêm những người bạn mới nữa. Chú ơi, con cũng gửi chú 3 triệu luôn nha. Trời, bữa nào con ghé con thăm nha. Trời ơi, con thích cưng quá hả? Bởi vì chú ở ngoài công viên Cây Mai. Dạ hả? Dạ. Ở đâu chú? Công viên Cây Mai. Quận nhất công viên luôn hả? Công viên Cây Mai. Ồ, bữa nào con ghé thăm. Dạ chú ơi, chú sinh năm bao nhiêu vậy? Sinh năm 68. Vậy bằng tuổi con rồi nha. Bây giờ kêu bằng anh em rồi. Sao chú? Câu chuyện này quen quá. Dạ, con xin phép. Giống quá, con xin ngồi. Giống như câu chuyện của Má Lệ Thủy vậy đó. Đây là một cái câu chuyện vui trong giới nghệ sĩ. Một khán giả gặp cô Lệ Thủy: má thương con quá, má thương con quá, con ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Cái lúc đó cô Lệ Thủy nói: dạ, năm nay con sau 10 tuổi. Vậy hả con, vậy là con lớn hơn má 2 tuổi. Thì câu chuyện nó giống như câu chuyện của chú với anh Ngọc Sơn ngày hôm nay ở đây. Dạ, rất là vui khi ba vị giám khảo cũng đồng cảm với câu chuyện của mình nè. Gửi cho chú, nãy giờ ba người mỗi người 3 triệu rồi 9 triệu. Giờ thôi, ở đây sẵn con có được 1 triệu tiền mặt. Đang bỏ túi đâu đây nè. Ủa đâu rồi ta? Dạ đây, con còn đúng 1 triệu tiền mặt trong túi. Thôi con gửi cho chú đủ tròn 10 triệu luôn. Thôi, xin phép cảm ơn ba giám khảo. Rồi... giữ gìn sức khỏe. Rồi chú cũng giữ gìn sức khỏe. Rồi, khỏe nha chú. Hy vọng là sẽ có nhiều người sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho chú để chăm lo cho các bé nha. Bây giờ con mời chú về chỗ rồi. Để ngồi tiếp tục theo dõi chương trình nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, con mời chú. Em biết chú khi nào? Dạ, thực ra thì là em là làm ở quận 10. Thì trên đường đi thì em có thấy chú. Thực ra là 2 năm trước thì em đã đi ngang là em có thấy chú hoài. Thì lúc đó là còn chạy chiếc xe mà nó tàn lắm. Tại vì chú có ước mơ là chú sửa lại được cái chiếc xe đó để chạy cho nó tốt và chở các bé đi cho nó tiện lợi hơn, đúng không? Dạ, với lại là chú cũng muốn là sửa xe lại để có thể sử dụng cái xe đó để kiếm thêm thu nhập nữa. Dạ. Cho nên ngày hôm nay em kể câu chuyện của chú cho mọi người nghe. Hy vọng là sẽ có nhiều người giúp đỡ cho chú ha. Còn với ca khúc của mình thì thế nào? Xin mời các vị giám khảo cho em một lời nhận xét. Mời Trâm. Rung quá cho nên là không đủ hơi. Chị rất là thiện cảm với em. Tại vì cái thứ nhất là cái câu chuyện mình rất là dễ thương. Và nhìn cái phong thái của em nó giống như một cậu sinh viên mà luôn làm thiện nguyện vậy đó. Chị biết là em đã đi làm rồi, nhưng mà cái phong cách của em nó rất là sinh viên. Khi mà em ra em hát một cái bài nó cũng ý nghĩa, nhưng mà có vấn đề là mình rung quá. Chị thấy em ở trên là chị nghe cái hơi là chị biết là em hồi hộp rồi. Thì bình tĩnh lại để phòng sau mình hát tốt hơn. Với lại á, mình hát lên cao, mình mở cái miệng ra xíu để âm thanh mình nó ra dễ hơn, mình dễ hát hơn nha. Nếu như muốn cho chú Thành có thêm nhiều cái tiền để hỗ trợ chú á, thì cố gắng như chị Trâm nói, giữ bình tĩnh để vòng sau mình hát hay hơn nữa nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ ở đây cùng với anh. Và xin mời ba thí sinh sẽ cùng quay trở lại sân khấu. Thưa quý vị, đây là 4 thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem coi điểm số của mình có được ở vòng này là bao nhiêu, dựa trên sự chấm điểm của chiếc máy chấm điểm thông minh. Xin mời. Những con số đã bắt đầu nhảy múa. Và kết quả cuối cùng, Thanh Bảy 82 điểm, Kiều Thương 79 điểm, Mỹ Phụng 86 điểm và Đại Trọng 80 điểm. Như vậy là chúng ta thấy ở vòng đầu tiên này thì Mỹ Phụng với điểm số cao nhất là 86 điểm. Và điều đó có nghĩa là em sẽ được quyền chọn một người bạn trong số 3 người còn lại để hát song ca cùng với em ở vòng sau. Em nhìn xem 3 người bạn này em muốn hát cùng ai nào. Em cảm ơn anh Đại Nghĩa. Em xin phép được chọn anh Đại Trọng. Tại vì em thấy anh là cùng cùng trang lứa, cùng cách với nhau, cùng phong cách. Dạ.
Vậy thì cô giáo Kiều Thương sát cùng với Thanh Bảy nha. Và chúng ta sẽ có một cái nút bấm, bấm để chọn xem cái bài hát ngẫu nhiên nào mà chương trình giao cho chúng ta để chúng ta thể hiện ở vòng sau. Xin mời, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1, 2, 3, bấm nút. Bài Em Về Tinh Khôi. Wow, một bài hát rất là hay của nhạc sĩ Quốc Bảo. Mời hai bạn về chỗ. Xin mời Thương cùng với Bảy lên đây. Rồi giờ mời hai chị em đặt tay vào nút bấm nào. 1, 2, 3, bấm. Bài hát Tình Nghèo Có Nhau. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết hai cặp cũng như là hai bài hát mà họ sẽ phải thể hiện ở vòng sau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 2 mang tên Chinh Phục. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Đây là vòng 2 có tên là Chinh Phục. Các thí sinh của chúng ta sẽ chinh phục ban giám khảo bằng giọng hát của mình. Và ở lần này họ sát song ca với nhau. Mong rằng là khi hát song ca có một người ở bên cạnh thì không còn rung, không còn hồi hộp lo sợ như vòng trước nữa. Và họ sẽ thể hiện tốt nhất giọng hát của mình. Đầu tiên sẽ là cặp đôi Kiều Thương cùng với Thanh Bảy trong ca khúc Tình Nghèo Có Nhau. Đời gồng bé
chân trời. Cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mai đây. Cho dù rằng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên. Có biết tại sao mà giám khảo cổ vũ nồng nhiệt vậy không? Em biết không? Bất ngờ đúng không ạ? Bất ngờ chứ. Thứ nhất là hát hay nè, cái thứ hai là có giao lưu. Có nhiều cặp khi mà hát với nhau bởi vì lần đầu tiên mà quý vị, trước đây họ không có quen biết nhau, đến với chương trình mới bắt cặp và hát với nhau, cho nên là nhiều người sượng sùng lắm. Hát tình yêu mà mạnh anh ngó, mạnh em ngó, không ai dòm ai hết. Đằng này hai người giao lưu với nhau, diễn với nhau, cho nên là giám khảo phái. Trong khi hát là vỗ tay quá chừng luôn. Có phải vậy không giám khảo Võ Hạ Trâm? Phái thiệt. Bởi vì thứ nhất là bất ngờ, vòng này cả hai anh chị đều rất là tự tin ha. Thương làm cho bất ngờ nhiều hơn. Là cái vòng 1 á, chị Thương hát rụt rè lắm. Mà vòng 2 trời ơi sao hát ngọt quá vậy. Mùi á là mùi luôn. Còn đối với anh Bảy á là có sự khắc phục à, mở cái miệng ra một tí xíu cho nên âm thanh rất là đẹp. Cái giọng anh rất là đẹp luôn. Mà hai người có sự giao lưu, có đầu tư diễn xuất, nhưng mà hơi không hiểu nhau. Cho nên là lúc mà đi vòng vòng á, đổi chỗ đó, người ta đi hẳn một vòng luôn đi, mà đi sao mà rồi quẹo lại rồi rớt mất nhịp, rớt mất câu, vô không kịp trong cái sự vụng về đó. Nhưng mà nó lại rất là dễ thương. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn ca sĩ Võ Hạ Trâm. Mời Lưu Hà Trinh. Dạ, em cũng không có chuyên môn âm nhạc nhiều, mà em nghe em sướng cái lỗ tai, mà cũng mãn nhãn nữa. Nói chung là nhìn này thấy rất là tình cảm. Mình thấy ồ, mình cũng đắm chìm trong cái không gian câu chuyện mà anh chị kể. Mình hát có thể là chưa chuẩn về mặt kỹ thuật, hoặc là rơi rớt một vài nhịp do diễn bị vụng, nhưng mà không sao, cái cảm xúc nó quan trọng hơn. Còn ý kiến anh Ngọc Sơn thế nào ạ? Anh nghĩ rằng nhà anh nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, nếu gần thì gần luôn. Anh đẩy thuyền đúng không? Đúng không? À, cặp đôi này hát có vẻ rất là thân thiện và rất là gần gũi. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Cảm ơn các vị giám khảo. Rồi bây giờ mời hai em có thể vào trong nha. Cặp còn lại là cặp trẻ trung, hát Em Về Tinh Khôi, họ sẽ thể hiện như thế nào đây? Mời quý vị cùng theo dõi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng,
đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tàn mờ. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đây đôi mắt rất trong. Bàn tay em là cánh sen thơm, ưa trong vòng đen mái tóc. Nụ thay xuân còn ấp em ơi, nếp xinh áo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một cấm gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim ngàn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi. Sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin em lòng thành. Và xin cất lấy trái tim này nhớ như say. Vì biết đâu bóng anh lúc yêu em gọi mời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi. Biết đâu sớm mai nắng em với cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin em lòng thành. Và xin cất đây trái tim này nhớ nhung phút giây. Và em sẽ tất cánh phương nào thênh thang mây khôi. Nghe một ca khúc rất là dễ thương, Em Về Tinh Khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo, với phần dự thi của Mỹ Phụng cùng với Đại Trọng. Mà cái bạn này hình như hơi run chút xíu, vẫn còn hơi khớp chút xíu. Mặc dù có diễn tả, giám khảo có thấy không? Hát sao minh họa vậy, diễn tả vậy. Đôi mắt em là đưa ra đôi mắt đây. Cái câu gì mà giang tay là giang tay. Đáng yêu, rất dễ thương. Trinh cảm nhận thế nào về tiết mục này? Các bạn truyền cho mình một cái năng lượng trẻ, một cái sức sống và một cái sự tinh khôi giống như lời bài hát vậy đó. Nó rất là mộc mạc, dễ thương. Nhưng mà Phụng là bật lên hẳn, tại vì bạn ấy rất là giỏi trong việc xử lý giọng hát của mình. Nhưng mà hình như thỉnh thoảng là có hơi chệch chệch lời chút xíu thôi, nhưng sớm lấy lại được cái sự tự tin của mình và phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Nhưng mà chị thấy hai bạn rất là dễ thương luôn. Và trong vòng này thì Trọng tự tin hơn rất là nhiều. Và chị rất là thích cái sự hồn nhiên của em. Hai bạn rất là tự nhiên. Và chúc mừng hai em. Cảm ơn các vị giám khảo. Như vậy là chúng ta đã xem qua phần dự thi của hai cặp rồi. Chúng ta sẽ mời cặp đôi đầu tiên quay trở lại sân khấu nha. Xin mời cô giáo Kiều Thương và Thanh Bảy. Hai cặp hai màu sắc hoàn toàn khác nhau hết. Mời các vị giám khảo làm phần việc của mình. Có lẽ là các vị giám khảo đã có điểm số của mình rồi. Vậy thì bây giờ mình xem coi điểm số mà họ dành cho mình bao nhiêu điểm nha. Xin mời bạn điểm. Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Điểm số từ giám khảo Võ Hà Trâm là 8. Cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm. Từ giám khảo Liêu Hà Trinh, điểm số là
Cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là có hai bạn Thanh Bảy với Mỹ Phụng là điểm cao nhất và điểm bằng nhau luôn là 60 điểm. Các bạn sẽ đi tiếp vào vòng trong. Còn với cô giáo Kiều Thương cùng với Đại Trọng, chúng ta sẽ dừng lại tại đây và các bạn sẽ nhận một phần tiền thưởng khuyến khích trị giá 8 triệu đồng. Xin mời Lưu Hà Trinh cùng Võ Hà Trâm, chúng ta sẽ lên trao hai bảng tiền thưởng cho hai bạn Kiều Thương và Đại Trọng. Hy vọng rằng với số tiền này thì cô giáo Kỳ Thương của chúng ta sẽ góp thêm một phần cho ngôi trường của mình có thêm một căn phòng tư vấn về tâm lý đúng như ước mơ của cô giáo. Còn với Đại Trọng thì với số tiền này cũng sẽ hỗ trợ thêm cho chú Thành trong cái việc sửa lại chiếc xe của chú và giúp chú một phần kinh phí nuôi các bé từ cái việc ăn cho đến cái việc thuốc men. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng với sự góp mặt của hai bạn Thanh Bảy cùng với Mỹ Phụng. Vòng thi cuối cùng mang tên Tỏa Sáng. Không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó tan lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu san vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhớ. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, sao cuốn ta miên mải. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lắm mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lắm mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã nhớ, lìa xa bên bờ, đời lạnh đánh sóng vỡ, buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa?
mùa xuân ấy đã chết, vàng xanh áo nề để lại bóng nỗi tiếc, ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn, để lại bóng nỗi tiếc, ghi khắc tên người gọi mãi. Chẳng thể nào
Cảm ơn em, cảm ơn Mỹ Phụng. Phải nói rằng đây sẽ là một cái ca khó cho ban giám khảo của chúng ta đây. Xin mời anh Ngọc Sơn. Thực sự mà nói thì giọng của Phụng là một giọng ca đẹp, hát không có bị cứng trong các cách phát âm khi hát nhạc trẻ, nhạc nhẹ. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh Ngọc Sơn. Còn về 7, em thực sự tỏa sáng. Em hoàn toàn chinh phục được tất cả các nốt nhạc trong bài hát của em. Và em thể hiện thực sự bài hát của em là một bài hát nặng ký. Ở vòng cuối thì tôi cho chênh lệch đó nha. Cảm ơn anh Sơn. Cô giáo Võ Hà Trâm để cuối cùng. Anh mời Liêu Hà Trinh trước. Dạ, khi mà em nghe phần biểu diễn của cả hai anh chị thì em cảm thấy rằng là anh Thành Bảy là một người đàn ông rất là trọng tình trọng nghĩa, giàu tình cảm, bởi vì anh chọn một ca khúc về tình yêu mà nó có sức nặng lắm kìa. Và tất nhiên anh cũng không quá khó khăn để thể hiện ca khúc này. Và cái chất nghệ sĩ của anh mạnh hơn rất là nhiều. Và điều đặc biệt là khi mà nghe Phụng hát thì cô ấy hát hay, thì luôn luôn là trong tâm thức của em, cô ấy luôn luôn tuyệt vời rồi. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Cảm ơn Liêu Hà Trinh. Và bây giờ xin mời nhận xét từ Võ Hà Trâm. Bây giờ mình sẽ đi vào chuyên môn. Tại cả hai bạn đều hát rất là hay. Đối với bài của Phụng, đây là một bài hát khó, không dễ đâu nha. Tại vì nó lên xuống quãng rất là nhiều. Và Phụng đảm bảo được cái độ chính xác của cái giai điệu trầm, thì đụng được cái nốt trầm đó và rất rõ ràng, và cao cũng vậy. Nhưng mà tại vì cái bài này nó khó là nó chuyển tông, mà chuyển tông mình phải rất bình tĩnh để mình vào đúng cái giai điệu khi mà đã được lên tông, mà nó không có một cái dấu hiệu nào để báo để mình lên tông hết. Đó là một cái bài toán rất là khó và Phụng rất là vững. Rồi đối với anh Bảy thì em có nói giỡn là ủa anh hát vậy rồi anh đi thi với ai? Hát quá trời hay luôn, hát muốn xỉu luôn á. Hát mà em không nghĩ là một người không chuyên mà có một cái giọng hát còn hơn ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản như vậy nha. Ca sĩ chuyên nghiệp mà được đào tạo nha, có nghĩa là ảnh có sở hữu một cái chất giọng cực kỳ sáng và có cả cái nhạc cảm của trời cho nữa. Anh hội tụ đủ cái yếu tố để có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc, chứ không phải chỉ dừng ở một cái ca sĩ hát bình thường. Mà em hy vọng là sẽ có những cái cơ hội đến với anh để anh có thể tỏa sáng, bởi vì đây là cái chất giọng rất đẹp để mình có thể giới thiệu ra khán giả. Cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm và chúc mừng hai bạn với hai cái phần trình diễn quá tuyệt vời của ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần điểm số từ ban giám khảo, và điểm số này chiếm 60%. Xin mời. Và bây giờ mời hai bạn hãy nhìn lên màn hình để chờ đợi điểm số từ ban giám khảo nha. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Võ Hà Trâm. Võ Hà Trâm dành cho Thanh Bảy và Mỹ Phụng số điểm là 20 điểm dành cho Thanh Bảy. Mười chín điểm dành cho Mỹ Phụng. Tiếp theo sẽ là điểm số từ giám khảo Liêu Hà Trinh. 19 điểm dành cho Thanh Bảy. Hai mươi điểm dành cho Mỹ Phụng. Wow. Bây giờ thì điểm số của hai bạn đang ngang bằng nhau là 39 điểm. Vậy điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn như thế nào? Xin mời. 20 điểm dành cho Thanh Bảy. 20 điểm dành cho Mỹ Phụng. Như vậy là điểm số từ 3 vị giám khảo, các bạn vẫn đang ngang bằng nhau là 59 điểm. Các vị giám khảo đánh giá các bạn đúng là ngang tài ngang sức, chỉ có xê xích nhau một chút xíu mà thôi. Và 40% điểm số còn lại chúng ta sẽ dựa vào điểm số từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Xin mời.
thời gian kết thúc, 3 điểm số một lần nữa là ngang bằng nhau 99 điểm. Thưa quý vị, ngay cả chiếc máy chấm điểm thông minh của chúng tôi cũng không thể nào phân định được ai hơn ai. Hai bạn ngang tài ngang sức như nhau và điều đó thể hiện rất là rõ qua cái phần dự thi vừa rồi của các bạn. 99 điểm cho cả hai. Như vậy là ngày hôm nay giải thưởng của chúng ta, giải nhất và giải nhì, chúng ta sẽ cộng lại và chia đều cho các bạn. Và bây giờ thì xin mời các vị giám khảo chúng ta cùng lên sân khấu để trao giải thưởng cho hai bạn Thanh Bảy cùng với Mỹ Phụng. Và như vậy là mỗi thí sinh của chúng ta sẽ nhận cho mình một số tiền thưởng trị giá 17 triệu đồng. Và số tiền này sẽ được gửi đến cho các hoàn cảnh, những câu chuyện mà các bạn đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ thì trước khi kết thúc chương trình thì đại nghĩa xin được mời nhờ chị Vân đưa bé Nguyễn lên sân khấu, sẽ có một điều đặc biệt dành cho bé ngay tại đây. Và xin mời chương trình. Vừa cho bác bé cho nghe. Đấy, đấy nè. Bé có một chiếc xe lăn mới rồi. Đây, để bác bé đây, từ từ để có xe lăn mới rồi. Tuyệt vời. Các bé đây, ngồi lên luôn. Đây là một món quà mà chú Đại Nghĩa sẽ gửi tặng cho con ngay trong ngày hôm nay như chú Nghĩa đã hứa. Đâu Nguyễn thử ngồi coi thoải mái không con? Con ơi, con ngồi trên chiếc xe mới này con thấy thoải mái không? Có. Đây là món quà chú Nghĩa dành cho con. Cố gắng nha, học giỏi nha con và vui vẻ con nha. Chúc cho con sẽ có sức khỏe để có thể mau lành bệnh con ha. Dạ. Cảm ơn chú. Không có chi, con ơi, vẫn còn một người muốn tặng quà cho con nữa. Vẫn còn một phần quà nữa nha. Hình như cái người nào muốn tặng quà đang nhìn con cười kìa. Chú Nghĩa tặng con một chiếc xe lăn. Thì cô sẽ tặng cho con một cái điệu để giúp cho mình đỡ mang bé bằng tay rất là khó. Có thể là điệu bé ở trước ngực hoặc là điệu bé trên vai. Tức là đeo vào người luôn. Đeo vào người để giảm bớt cái trọng lực cho cái đôi tay sẽ bớt nặng hơn. Đây là cái điệu dành tặng cho nhà mình. Để ai mà phải cõng bé hoặc là bế bé thì mình sẽ đỡ nặng hơn nha. Con cảm ơn cô Hà Trâm. Rồi, chúc cho con vui nha. Cảm ơn quà Trâm rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị em, những người đã đến đây kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện để chúng tôi có thể chia sẻ tình yêu thương cũng như là lan tỏa thông điệp này đến với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn Lưu Hòa Trinh ngày hôm nay cũng đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và chia sẻ những điều rất là thú vị cũng như là những cái câu chuyện mà anh chia sẻ với các bé ở đây. Thì anh tin rằng là những người lắng nghe những cái lời chia sẻ đó của em cũng sẽ có được một cái niềm tin, một cái nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn hai giám khảo quen thuộc của chúng ta Ngọc Sơn và Võ Hà Trâm, cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương, đã quan tâm theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ sáu trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành. Từng giờ cháy lên niềm tin, hát lên, hát lên câu chuyện tình người.